Thưa quý vị, tối 1 tháng 11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022. Theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong chuyến thăm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đồng thời đạt được nhiều nhận định chung về quan hệ hai đảng, hai nước Việt-Trung, và tình hình quốc tế khu vực hiện nay. Hai bên cũng đã ký kết 13 văn kiện hợp tác giữa các ban bộ ngành địa phương. Tuyên bố chung sau hội đàm giữa lãnh đạo cao nhất của hai nước Việt Nam Trung Quốc đã được đưa ra là tiếp tục để mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đuối sông liền một giải, vừa là đồng chí tốt, đối tác tốt cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung, cùng dốc sức vì nhân dân hạnh phúc, đất nước giàu mạnh và sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường truyền thống tốt đẹp giao lưu cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước cũng như tình hình quốc tế khu vực. Định hướng và chỉ đạo tầm cao chiến lược đối với sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc trong thời đại mới hai bên cũng nhất trí phát huy tốt vai trò chỉ đạo điều phối tổng thể của cơ chế gặp gỡ cấp cao hai đảng và vai trò điều phối thúc đẩy của cơ quan đối ngoại hai đảng tích cực khuyến khích giao lưu hợp tác hữu nghị giữa chính phủ quốc hội việt nam với chính phủ nhân đại toàn quốc trung quốc và giữa ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam với chính hiệp toàn quốc trung quốc việt nam và trung quốc kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa với mục tiêu căn bản là mang lại sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc cho nhân dân nhất trí tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước tăng cường triển khai giáo dục về tình hữu nghị Việt Trung tới người dân, nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp với những ý kiến trao đổi chân thành, thẳng thắn về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề trên biển. Kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình ổn định ở biển Đông là vô cùng quan trọng và cần có sự nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh lâu dài ở khu vực để mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc trong thời đại mới, cũng là thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển thịnh dưỡng của khu vực và thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình, Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và hữu nghị, trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình sớm thăm lại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời.